Ra khơi tìm kho báu của Trương Mỹ Lan là gì? Trên ra khơi tìm kho báu của Trương Mỹ Lan một hiện tượng viral trên các nền tảng mạng xã hội. Chào mừng quý vị đến với kênh Litala TV. Nắng quá quý vị ơi, nên mặt em hơi nhăn, quý vị thông cảm ngang. Nếu ai thắc mắc tại sao em đeo khẩu trang thì cuối video em sẽ giải thích sau. Còn bây giờ thì cứ coi như em chống nắng đi. Cũng đu đeo đi ra khơi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan cho có với người ta nè quý vị. Hôm qua giờ cộng đồng mạng đổ xô ra khơi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan mà đâu có ai tìm được đâu. Biển phải để ở vùng biển Địa Trung Hải, nắng rượm vàng đáy mắt, nước biển trong xanh biên biếc như thế này nè, nó mới xứng cái tầm chừng. Dạ thưa ba mẹ, dạ thưa hai bên nội ngoại, cùng cô dì chú bác, anh chị em, bạn bè thân hữu, thưa luôn người yêu cũ lẫn người yêu mới, đã đến lúc rồi ạ. Bây giờ em sẽ ra khơi để mang về 673.000 tỷ đồng. Gia đình ta sẽ đổi đời. Tin chắc sau cái chiến này nhà mình sẽ ở một cái đẳng cấp khác. Ôi chà, xa xa có quá trời thuyền cũng ra khơi kìa. Nhưng mà không sao, tuy là mù đường nhưng em vẫn phân biệt được phải trái và có khả năng tra Google Maps đến mức thượng thừa. Hiện tại thì đang tranh chấp cái chức vụ hoa tiêu. Tương lai em sẽ là thuyền trưởng của băng mũ rơm. Tuy không có kinh nghiệm đi biển nhưng lại có đủ tự tin ứng tuyển. Như vậy là đã hóc được cái vị trí hoa tiêu. Nó dễ giống như bà Lan hóc 1 triệu tỷ á. Em không có gì ngoài sự tự tin rằng em là một thủy thủ với kinh nghiệm diamond. Kinh nghiệm sáng giá nhất là đào bới diện thiên hạ, nên tin chắc rằng việc đánh hơi kho báu là trong cái tầm mõm. Nãy giờ huyên thuyên mà quên giới thiệu với quý vị, trời cái hang động này nè kỳ bí lắm nhen. Nếu mà quý vị có hứng thú với cái chuyến du lịch này á, thì để em làm cái video khác em giới thiệu thực tế cho quý vị nghe. Còn bữa nay là em đi cạnh tranh đi tìm kho báu đây nè. Trời ơi đông quá trời đông luôn hà. Đông quá xá là đông luôn. Nhưng mà không sao quý vị yên tâm nha. Cái nhóm của em có phân công hẳn hoi rồi. Em cũng sẽ làm đại diện cho nhóm khi có tranh chấp với các bên khác trong cái việc đi tìm kho báu này nè. Hôm bữa em thấy bà Đinh Thị Nổ tranh luận chí chóe với tòa rồi, cho nên cũng hóc được một chút kinh nghiệm. Ô chà ơi, quá trời đông ra khơi gì mà rần rần vậy mấy thím ơi. Hình như băng mũ cối đang tiến lên, mà băng mũ gươm của em đâu phải dạng vừa. Tới đây thì quý vị khán giả nào đã từng xem loạt truyện tranh One Piece nói về nội dung tương tự kho báu mà hải tặc để lại sau khi tử hình thì quý vị sẽ hiểu cái trend cộng đồng mạng đang đu là cái gì. Kiểu như là bà Lan bị bắt rồi nhưng mà chưa tìm được tổng số tiền tham nhũng thì cộng đồng mạng đã chế ra giống loạt truyện tranh One Piece bãi để kho báu ngoài biển. Nhờ cái việc này mà mọi người đổ xô ra các vùng biển rất là nhiều luôn. Vũng Tàu, Hội An, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn chắc đang tăng trưởng du lịch lắm đây. Nhưng mọi người tìm vẫn chưa thấy, kho báu vẫn còn đó và em nghi lắm trong mấy cái hang động này nè. Tuyệt vời luôn, chui vô trong nó coi là mê ly luôn đó quý vị ơi. Nước trong xanh biên biếc, ở ngoài thì màu xanh dương, vô phía gần bên trong là màu xanh ngọc bích. Hai màu rõ rệt luôn nha quý vị. Trời đông quá ta ơi, nhiều người đi tìm kho báu quá vậy. Hôm rồi có người thống kê rằng 1 triệu tỷ mà xếp thành hình đó thì nó cao tới 7-8 lần cái núi Everest lận. Cho nên là tin rằng rải ra biển thì cũng dễ dớt lắm. Đi tin chắc rằng nếu ở trong ấy mà bà Trương Mỹ Lan biết được cái thông tin cộng đồng mạng đang sục sôi đi tìm kho báu dưới tên Trương Mỹ Lan thì bà ấy sẽ không khỏi bật cười. Ô cái chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Thưa quý vị, mặc dù bà Trương Mỹ Lan đã nhận một suất đi dông xuyên uống canh mạnh bà, nhưng những gì bà để lại còn ghi dấu tin chắc rằng ngàn năm trên bia miệng người đời. Đây là một vụ án kinh tế siêu khủng lớn nhất từ trước đến nay với số tiền mà mọi người khó có thể hình dung được. Thuyền to thì sóng lớn thôi. Vậy mà bà Đinh Thị Nổ thì cà khịa bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và công ty Đại Nam là nợ rất nhiều. Bà ấy đu réo không ngừng. Bà ấy xem ra thì nên đi ra biển tìm kho báu sẽ dễ hơn là cái việc mà đòi bồi thường mấy tỷ đồng của bà Nguyễn Phương Hằng ha. Đinh Thị Nổ ra khơi tìm kho báu sẽ dễ mau giàu hơn là ở nhà cà khịa người ta kiếm mía. Cái chuyện ra khơi tìm kho báu này vui lắm nha quý vị ơi. Có cô khán giả bình luận là con trai tôi bắt tôi bỏ việc để đi ra biển tìm kho báu mà tôi chả hiểu gì hết luôn. Giờ thì tôi đã rõ. Thưa quý vị, thiệt tình thì nãy giờ Liêm mượn cái chuyến tham quan vùng biển Địa Trung Hải để nói chuyện vui với quý vị thôi. Chứ cái trend ra khơi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan là được lấy cảm hứng từ nội dung bộ anime và manga nổi tiếng One Piece. Và cái hình ảnh bà Trương Mỹ Lan phát biểu cũng là do cộng đồng mạng cắt ghép thế thôi, chứ không có thiệt nha quý vị. Và trong cái truyện One Piece,
Vua hải tặc là người đã tìm ra kho báu vĩ đại nhất thế giới, và từ đó mọi hải tặc đều ra khơi tìm kiếm kho báu ấy để trở thành vua hải tặc mới. Thực tế thì chẳng có kho báu nào đang bị mất tích ngoài biển khơi cả. Kho báu mà khắp cõi mạng đang rần rần nhắc đến chính là số tiền khổng lồ phải bồi hoàn trong vụ án Vạn Thịnh Phát có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Vừa qua, bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự thì bà Trương Mỹ Lan buộc bồi hoàn cho ngân hàng SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10, 2022, tương đương số tiền là 673,849 tỷ đồng. Số tiền bồi hoàn quá khổng lồ và khiến nhiều người chóng mặt vì quá lớn. Trước sự kiện này thì một người hài hước chưa có rõ danh tính đã ngay lập tức khởi xướng trào lưu đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan ở ngoài biển khơi. Cái trend này nhanh chóng được nhiều cư dân mạng hưởng ứng. Người muốn đu trend này chỉ cần đăng tải hình ảnh, video có liên quan đến biển cùng dòng trạng thái đi tìm kho báu là đã nhập cuộc đại hải trình online. Trời ơi, truy tìm cả buổi rồi, không thấy kho báu của bà Trương Mỹ Lan đâu hết trơn á. Thôi em lên bờ nha quý vị ơi, đi về. Tìm không thấy gì hết trơn, kho báu chắc còn nguyên đó. Chúc mọi người may mắn, cứ tiếp tục tìm kiếm đi nha. Em lên bờ cua trai đây. Quý vị, cô chú, anh, chị muốn tham gia chuyến đại hải trình khám phá vùng biển địa Trung Hải, nước biển trong xanh nắng đẹp như thế này thì hãy liên hệ với Litala TV. Em có nhận hướng dẫn viên du lịch vùng biển xinh đẹp này nha quý vị. Với kinh nghiệm trở về sau chuyến đại hải trình tìm kho báu của Trương Mỹ Lan, em không lụm được kho báu của Trương Mỹ Lan nhưng em lụm được rất nhiều kiến thức. Em tin chắc rằng em sẽ thiết kế cho quý vị những tour vô cùng tiết kiệm, giá cả ưu đãi, phải chăng hợp lý. Và hơn nữa là có Litala TV cùng đồng hành cùng quý vị. Nếu quý vị mùa hè này muốn đến Ý, vùng biển địa Trung Hải, vùng biển phía Nam Ý, nhớ hú em nghe. Còn quý vị nào muốn em review cái chuyến đi này cũng như là chia sẻ kinh nghiệm đi vùng biển này thì chờ em nghe em bới tô cơm xong em edit video một cái, em thuyết minh lại cho nó đường hoàng rồi gửi đến quý vị. Em sẽ sớm chia sẻ cái link này cho quý vị cùng thưởng thức nha. Cảm ơn cô chú, anh, chị, các bạn, các em đã lắng nghe và theo dõi với Litalia đến giờ phút này. Mến chúc cho quý vị luôn luôn vui khỏe, vạn sự bình an. Đi xin mến chào và hẹn gặp lại. Xí cho em nhắn nhủ đồng đội em cái nha quý vị ơi. Ta nói cũng còn liên tiếc lắm, tại vì số tài sản lớn quá mà. Thôi về đi anh em ơi, người ta để trong nhà còn chưa chắc gì tìm thấy nữa, huống gì ngoài biển. Chiều nước biển thì màu xanh thiệt là đẹp luôn, blue thiệt là đẹp luôn. Dập qua dập lại, dập qua dập lại. Anh hay ai mà bị say sóng là đi là không được á. Mình thì không có bị say sóng. Biển tới nữa kìa.